Buổi tọa đàm Việt Nam đầu thế kỷ qua con mắt các nhà du ký Pháp vừa được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội nhân dịp sẽ ra mắt tuyển tập Nhà đoan Thuế muối rượu cồn. Nhà đoan Thuế muối rượu cồn là tập hợp các bài viết của 4 tác giả người Pháp Louis Roubaud, Roland Dorgelet, Léon Guet và Michel Duc Chagnon do dịch giả Lê Trọng Sâm tuyển dịch. Cuốn sách phản ánh đời sống, tình cảm và phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân Việt Nam đầu thế kỷ 20. Trong những năm từ 1925 đến 1935, bên cạnh sự bóc lột hà khắc của thực dân Pháp, đã có những nhà báo, nhà văn, dân chủ tiến bộ Pháp từ chính quốc sang Việt Nam. Họ đi nhiều nơi, viết lên nhiều sự thật và mô tả khá kỹ lưỡng các cuộc nổi dậy của các tầng lớp nhân dân Việt Nam.